Rồi, tiếp tục phần 2 của trong cái bài học hướng dẫn làm cái trang web thời trang làm phần footer, thì tôi sẽ tiếp tục làm cái phần 2. Tôi sẽ làm cái phần footer bên dưới này. Thì tôi sẽ tiếp tục viết code ở bên dưới cái thẻ div này. Thì tiếp tục thì tôi sẽ có cái thẻ div. Thẻ div này thì tôi sẽ cho nó cái ID là bằng div footer. Tôi sẽ cho nó cái class là bằng container food. Container food như vậy. Rồi tiếp tục thì bên trong nó thì tôi lại có cái thẻ div nữa. Div này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng, tôi sẽ cho nó cái class là bằng row. Rồi tiếp tục thì bên trong cái div này thì tôi lại có thẻ div nữa. Cái div này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng column small, small thì tôi cho là 6, và column medium, medium thì tôi cho là 3.3 con, hay column last, column last thì tôi cho là 3 con luôn, và tôi thêm cho nó cái phần hát là bằng lock footer. Rồi tiếp tục thì bên trong nó thì tôi lại có cái thẻ H3. Ra này bên trong này tôi sẽ cho nó cái nội dung là view em event. Tiếp tục thì ở bên dưới này tôi lại có cả ít nữa. Cái ít này tôi sẽ cho nó cái class là bằng footer, footer equal. Tôi cho sai đó, tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt đó. Thì bây giờ tôi đã có một cái nóc như vậy đó. Đó thì ở đây thì tôi sẽ có bốn nóc, thì tôi sẽ đi copy cái code này ra thành bốn nóc. Và tôi sẽ đi sửa cái title, cái nội dung ở trong cái thẻ H3 này. Tiếp theo là cái nóc nội dung là clear điều tích này nhập. Tiếp theo thì cái nóc này thì tôi sẽ cho nó cái nội dung là followers. Rồi tiếp theo thì cái nóc cuối cùng thì tôi sẽ có cái nóc là contact. Đó, tôi đi cho sạch. Rồi tôi đi thì khác lại chỉnh duyệt. Đó thì tôi đã có bốn nóc như vậy, và tiếp tục thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết nội dung cho cái nóc thứ nhất này. Đó thì tôi sẽ quay lại ở trên này và tôi sẽ đi viết nội dung cho cái nóc thứ nhất này. Thì đầu tiên thì tôi có cái thẻ H4. H4 thì tôi sẽ cho nó cái title chẳng hạn như là Black Friday. Rồi lại có cái thẻ HR. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thẻ IMG. À, tôi sẽ cho nó cái SRC. SRC thì tôi sẽ chọn cái folder email của tôi. IMG rồi chuyển IMG Việt Nam logo. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ có hình là woman thumbnail chấm jpg, tôi sẽ cho nó cái hình như vậy, và tôi cho nó cái class là bằng img diversity. Rồi tôi đi cho save. Rồi tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái nóc thứ nhất nó có thêm cái hình như vậy. Rồi tiếp tục thì ở bên dưới này thì tôi có cái thẻ p. Cái này thì tôi sẽ cho nó cái nội dung, nhập cho nó nội dung đại đại là cái gì đó. Thì tôi cho nó cái nội dung như vậy chẳng hạn. Đó. Ok.
các bạn có đại gì cũng được. Rồi tiếp theo thì tôi lại có cái à. À, tôi sẽ cho nó cái hashtag. Hashtag tôi cho là thằng. Tiếp tục thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng. Tôi sẽ cho cái class là bằng full ride. Rồi thì tôi cho nó cái nội dung bên trong là read more. Rồi tiếp tục ở bên dưới này thì tôi lại có cái ít nữa. Clip này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng post meta. À, bên trong này thì tôi sẽ có cái này a. À. Và tôi sẽ cho nó cái nội dung chẳng hạn như là December hay là gì đó 2019 chẳng hạn. Rồi tôi đi phép là chỉ duyệt đó, thì cái phần footer đến giờ nó như vậy. Tiếp theo thì ở chỗ này là trước thì tôi muốn cho nó thêm cái hình icon đồng hồ chẳng hạn. Cái chỗ này thì chỗ này tôi sẽ bỏ nó đằng sau đi. Và tiếp theo thì tôi muốn cho nó thêm cái hình icon ở trong ở phía trước này. Tôi muốn cho nó hình icon đồng hồ thì tôi sẽ đi sử dụng cái thư viện là không evasion. Thì tôi sẽ đi do cái trang không evasion đó. Thì cái trang evasion này thì nó sẽ có rất là nhiều cái style về các kiểu phong, các kiểu icon khác nhau. Thì các bạn hãy vô đây và tìm, và các bạn sẽ download về và xài sử dụng nó. Thì các bạn click vô cái link download này. Thì ở đây hiện giờ thì nó có hai cái phiên bản download for web này, for desktop này. Đó, ví dụ như chúng ta đang muốn sử dụng cho web thì chúng ta click cho cái for web này. Đó, các bạn click cho để download thì tôi đã download rồi. Đó, thì tôi đã download cái phiên bản của nó về như vậy. Đó, thì và tôi cũng đã giải nén nó ra như vậy, và bên trong nó thì có các nội dung như sau. Thì trong folder CSS này thì tôi sẽ cần dùng cái file on.css và file formevasion.css này, thì tôi sẽ copy hai cái file này. Và tôi sẽ quay lại cái đồ JS của tôi. Và tôi sẽ bỏ vô cái folder CSS của trong cái đồ JS của tôi ở đây. Và tôi sẽ bỏ hai cái file tôi vừa mới download về ở đây. Tiếp tục thì ở bên này thì tôi sẽ cần sử dụng cái file web form này. Thì tôi sẽ copy cái file web form này. Và tôi sẽ vô cái đồ JS của tôi và tôi paste vào đây, để mà tôi có thể sử dụng được các phong của nó. Đó, tiếp theo thì tôi sẽ đi mod cái file on.cs này vào cái trang HTML của tôi. Đó, thì tôi sẽ mod vào rồi trên này, tôi sẽ copy cái này xuống. Và tôi sẽ paste vào đây. Tôi sẽ sửa cái tên của nó. Đây tôi sẽ mod vào cái file on.cs như vậy. Đó, tôi sẽ mod vào cái file on.cs như vậy. À, tiếp theo thì tôi sẽ đi thêm cho nó một cái thẻ không ở bên dưới này. Ở chỗ này tôi muốn cho nó một cái thẻ không. Ví dụ như tôi muốn chỗ này là tôi sẽ tìm kiếm một cái không. Chẳng hạn như là tôi muốn tìm cái hình đồng hồ thì tôi search FA Clock, Clock như vậy. Tôi bỏ chỗ này đi. Đó, ví dụ đây có rất nhiều cái hình icon đồng hồ như vậy. Chẳng hạn như là tôi muốn thêm cái hình icon này vô cái trong cái cho project của tôi. Đó thì tôi sẽ, đây là cái cách sử dụng của nó. Thì tôi sẽ, thì nó sẽ sử dụng thì nó có cái thẻ e class bằng file clock như vậy. Đó thì tôi sẽ copy những cái thẻ e này. Tôi sẽ paste nó vào đây. Đó, tôi sẽ paste nó vào đây. À, thì nó tự động thêm, tự động nó thêm vô một số cái tag. Đó thì tôi click vào save và tôi sẽ vô cái đồ set của tôi và tôi đi phép lại. Đó thì bây giờ nó đã có thêm cái hình icon đồng hồ cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái thêm, viết thêm cái nội dung cho cái phần career new này. Tôi cũng vô đây, tôi sẽ đi xuống đây và tôi sẽ viết. Thì tiên thì chỗ này tôi sẽ có cái thẻ UL. UL này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng lead feature.
Rồi, tiếp theo thì tôi lại có cái thẻ NI. NI này bên trong nó thì tôi cũng sẽ thêm cho nó một số cái icon. Thì tôi muốn thêm cho nó cái hình icon, cái hình có cái dấu check, lại dấu check thì tôi sẽ search check ở đây. Đó thì tôi muốn chẳng hạn như tôi muốn chọn thêm cho nó cái hình có cái hình hay cần cái dấu check như vậy. Đó thì tôi cũng copy luôn cái này hoặc là tôi thì tôi sẽ viết code cũng được. Tôi sẽ có thể y class là bằng FAS rồi đó, thì tôi sẽ ghi cái FAS FA check như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi muốn cho nó cái nội dung thì tôi sẽ cho nó thêm cái thẻ A ở đây. Thẻ A này tôi sẽ cho nó cái href là bằng thằng. Rồi tiếp theo thì cái nội dung thì tôi sẽ cho nó, đầu tiên thì tôi sẽ có cái nội dung là opening position. Rồi tôi click cho save. Rồi tôi đi phép lại chuyện. Đó thì bây giờ nó đã có một cái dòng như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi copy cái dòng này xuống và tôi chỉnh sửa. Rồi tiếp theo thì ở cái dòng này thì tôi sẽ sửa lại là thành chẳng hạn như quay chút ớt chẳng hạn. Rồi tiếp theo là tôi thêm cái sửa chỗ này lại thành là UVA chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì chỗ này thì tôi sửa lại thành là How We Work chẳng hạn. Rồi tôi cho Save. Rồi tôi refresh lại chỉnh dần. Đó. Như vậy là cái nóc này tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái nóc follow up này. Thì tôi sẽ viết nội dung cho nó ở đây. Thì tôi sẽ có cái thẻ A. Tôi sẽ cho nó cái class là bằng Twitter. Tiền này tôi sẽ có class là bằng Twitter. Và tôi cho nó cái href. Tôi cho nó là bằng thằng. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái thẻ A xuống. Rồi tiếp theo thì từ chỗ cái class này thì tôi sẽ sửa lại thành là Facebook. Rồi tiếp theo thì chỗ này tôi sẽ thành YouTube. Đó thì cái chỗ này là thẻ A này và mấy cái class này thì tôi sẽ viết style để tôi loát đến cái file email của tôi cho cái chỗ này. Tôi defect lại trình duyệt thì nó chưa có loát được mấy cái email bởi vì tôi chưa viết style cho nó. Tiếp theo thì tôi sẽ viết style, viết code cho cái nội dung ở cái nóc quản tắc này. Tôi sẽ viết ở đây. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái thẻ table. Rồi tiếp theo thì tôi lại có cái thẻ tr. Bên trong thẻ tr này thì tôi sẽ có các thẻ td. Đó, tôi sẽ có thẻ td. Thì cái cột td thứ nhất thì tôi sẽ cho nó cái nội dung là address. Theo thì tôi lại có cái thẻ td nữa. Td này thì tôi sẽ cho nó cái nội dung là cái dấu hai chấm. Rồi tiếp theo thì tôi lại có cái thẻ td nữa. Thẻ td này tôi sẽ cho nó cái nội dung là chẳng hạn như là 4 main tweet button chẳng hạn ma chẳng hạn. Đó rồi tiếp tục thì tôi cũng copy cái dòng tr này xuống và tôi chỉnh sửa lại cái nội dung.
Tiếp theo thì cái cột này đây thẻ TD đây là tôi sẽ chọn thành phone, và tiếp theo thì cái thẻ TD thứ ba này tôi sẽ nhập cái số điện thoại chẳng hạn như là 555 chẳng hạn. Trừ 555. 555 gì đó. Tiếp theo thì chỗ này tôi sẽ sửa lại thành fax. Và cái số fax thì tôi nhập cho nó là một số đại đại nào đó chẳng hạn. Như là 84 29 629 gì đó. Đó, cái số fax này các bạn nhập đại đại cũng được. Rồi, cái cột này thì tôi sẽ sửa này là web chẳng hạn. Rồi, cái nội dung thì tôi nhập cho nó là ttshop.com chẳng hạn. Rồi, tiếp theo thì cái cột cuối cùng là tôi sửa thành email. Tiếp theo thì cái nội dung thì tôi sẽ cho là ttshop@gmail.com. Rồi, tôi sẽ click vào site. Rồi, tôi đi phép lại trình duyệt. Đó, thì cái nóc thứ tư nó đã sâu ra như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi viết style để chỉnh cho cái cắt nóc này. Thì tôi sẽ quay lại cái trang footer.css để viết code cho nó. Thì vừa nãy thì cái bút tần này thì tôi muốn viết thêm cho nó cái thuộc tính là khi hover rồi thì nó cái màu background nó thay đổi. Thì tôi sẽ viết thêm cho nó ở trên này. Thì cũng copy chỗ này xuống. Và tôi sẽ thêm cho nó là hover, khi mà hover rồi thì nó thay đổi. Tôi sẽ cho nó cái background color là thằng 00. Rồi tôi cho save. Rồi tôi đi phép để chỉnh dần. Rồi bây giờ tôi hào vào rồi đó thì nó chuyển sang cái màu đen như vậy. Tiếp tục thì tôi sẽ viết style cho cái nóc footer này. Tôi sẽ copy cái tên class và tôi quan kia tôi viết. Tôi sẽ viết cho cái nóc footer này. Cái nóc footer này đầu tiên thì tôi có cái cho nó cái bình nét. Tôi cho nó là 15 pixel. Rồi tiếp theo thì trong cái nóc footer này thì tôi có cái đèn H3. Tôi sẽ viết style cho cái đèn H3 này. H3 này tôi sẽ cho nó cái bình top là bằng 30 pixel. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái padding cho tầm. Thì tôi cho nó là 5 pixel. Và color thì tôi cho nó là black. Màu đen. Rồi tôi click cho size. Thì nó báo nối. Nó báo nối ở dòng 33. Thì tôi sẽ đi kiểm tra nó lại. Thì ở chỗ này tôi thiếu một dấu chấm phẩy. Click cho save. Rồi, nó đến bên chữ set và tôi defend chữ vậy. Đó, bây giờ cái chữ nó đã có màu đen như vậy. Trông nó đẹp hơn. Chẳng hạn như cái padding top nó dài quá thì chẳng hạn như tôi sửa lại thành 20 pixel thôi chẳng hạn. Đó, tôi defend này. Đó, tôi để trên này được rồi. Tiếp tục thì ở chỗ này và cái class là footer detail thì tôi sẽ viết chỉ tay cho cái class này. Rồi tiếp theo thì đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là background color. Tôi sẽ cho nó cái màu là white pink color. Tôi sẽ copy ở bên này. Đây tôi sẽ cho nó cái màu này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái padding. Tôi cho là 10 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái min height. Tôi cho là 270 pixel. Rồi tôi đi cho size. Rồi tôi đi phép chỉnh trang. Đó, thì nó thay đổi cho tôi như vậy. Theo thì trong cái footer detail thì tôi lại có cái thẻ H4 như vậy. H4 thì tôi sẽ viết chỉ tay cho cái thẻ H4 này. H4 thì tôi sẽ cho nó cái phong quay. Tôi cho nó là bold. Tôi cho size. Tôi đi phép lại trình duyệt. Đó, thì bây giờ cái title next file đây nó đã in đọc cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì cái chỗ cái thẻ HR, cái chỗ cái kẻ đường kẻ thì tôi muốn chỉnh cho nó mặt tin top lên trên một chút nữa. Thì tôi sẽ có HR. Rồi cho mặt tin top. Tôi muốn cho cái mặt tin top là 5 pixel. Rồi tôi cho save. Rồi tôi refresh lại trình duyệt.
Đó, thì bây giờ cái đường kẻ nó đã căn lại cái mặt kính top của tôi như vậy. Rồi tiếp tục thì tôi muốn chỉnh chỉ tay cho cái image này thì tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ có cái image, tôi sẽ cho nó cái height là bằng 90 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái width là bằng 120 pixel. Rồi tôi cho cái thuộc tính float là căn lề cho cái nội dung thì tôi cho là led. Rồi tiếp theo thì tôi cho cái margin right là bằng 15 pixel. Rồi tôi đi cho size và tôi đi phép lại chỉnh chuyện. Đó, thì bây giờ cái image nó được căn nhỏ lại cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì ở đây thì tôi có cái class là bằng pull right như vậy. Tôi cũng biết chỉ tay cho cái class này. Rồi tôi sẽ cho nó cái padding top, tôi cho nó là 30 pixel. Rồi sạch. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó thì cái bút tần ritmo thì nó đã thay đổi ngay cho tôi như vậy. Rồi tiếp tục thì tôi muốn viết chỉ tay cho cái ngày tháng này. Thì tôi muốn chỉnh cho nó cái padding top. Ở đây thì tôi có cái class là post meta như vậy. Tôi sẽ copy cái class này và tôi sẽ viết chỉ tay cho nó ở đây. Thì tôi sẽ cho nó cái padding top 10 pixel. Rồi tôi cho size. Rồi tôi defect lại chỉnh duyệt. Đó, bây giờ thì nó đã căn lại cái padding top của tôi cho cái chuẩn date này. Theo thì mấy cái thẻ A này thì khi hover thì tôi muốn cho nó bỏ cái text decoration đi thì tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ A.hover. Tôi tính là test decoration là bằng ngân. Rồi tôi đi cho size. Rồi tôi đi phép trình duyệt. Đó, thì nó đã bỏ cái dấu vẹt chứa cho tôi như vậy. Tiếp theo thì ở đây tôi có cái class là mix feature như vậy. Tôi sẽ viết chỉ tay cho cái class mix feature này. Cái feature này tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là margin bottom. Tôi cho là 20 pixel. Tiếp theo là cho padding depth. Thì tôi cho là 10 pixel. Theo là padding height. Tôi cho là 10 pixel. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì nó có các cảnh nó y, tôi sẽ đi viết chỉ tay cho các cảnh nó y này. Thì tôi sẽ cho nó cái padding top. Tôi cho là 10 pixel. Theo thì tôi cho nó cái light height. Cho là 2.5 pm. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có a cộng include. Tôi muốn thêm cho nó cái border bên dưới mấy cái thẻ này thì mấy cái dòng này tôi sẽ gọi include add border. Chẳng hạn như tôi cho nó là cái size là 2 pixel. Rồi tiếp theo thì cái color thì tôi sẽ cho nó cái mã màu. Tôi sẽ bên này tôi sẽ khai báo thêm cho nó cái mã màu là Dora border color đây color. Đây, cho nó là thằng IA như vậy. À, tôi copy cái tên cái mã màu này, tôi save rồi tôi sẽ bỏ cái mã màu vào chỗ này. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái position thì tôi cho là bottom. Rồi tôi cho save. Rồi tôi defend lại chỉnh duyệt. Đó thì bây giờ cái chỗ này nó thay đổi cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi thêm cho nó một số cái thuộc tính khác nữa. Thì bên trong nó thì nó lại có cái thẻ A nữa. A này thì tôi muốn chỉnh cho nó cái phông size cho nó bự hơn. Tôi sẽ viết cái thẻ A ở đây. À, bên trong thì tôi sẽ có cái thuộc tính là phông size. Thì tôi cho nó là 16 pixel. Rồi tôi đi cho size.
Rồi tôi đi phép là trình duyệt. Rồi thì cái phông chữ nó đã bự hơn cho tôi như vậy. Rồi mấy cái icon này thì tôi cũng chỉnh cho nó một số cái thuộc tính cho nó như này, cho nó bự hơn rồi cho nó cách mấy cái chữ này ra. Thì tôi sẽ làm như sau. Thì mấy cái icon thì là nó là mấy cái thẻ y này, tôi sẽ đi viết chữ tay cho các thẻ y này. Đó, tôi sẽ cho nó cái mặt hình top 1996 chẳng hạn. Theo này tôi cho nó cái mặt in dry bằng 5 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái font size cho là 25 pixel. Rồi tôi cho size. Thì nó báo lỗi thì tôi sẽ đi kiểm tra ngay. Thì do là cái chỗ này tôi thiếu một dấu chấm phẩy. Rồi tôi cho size. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Rồi thì bây giờ cái phong mấy cái icon này nó đã bự hơn vậy, trông nó đã đẹp hơn. Tiếp theo là cái nóc follow earth này. Follow earth thì tôi sẽ viết chỉ tay cho nó như sau. Ở đây thì tôi có cái thẻ A thì grab là Twitter, thì tôi sẽ viết chỉ tay như sau. Tôi sẽ viết nó ở đây A chấm và cái grab là Twitter. Thì tôi sẽ cho nó cái width 25 pixel. Theo thì tôi có cái hay, tôi cho là 25 pixel. Tiếp theo thì tôi sẽ có cái background. Background này thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính URL để mà nó loát đến cái hình ở trong cái folder image của tôi. Image icon. Đây tôi có cái icon follow như vậy. Đó thì tôi có hình icon như vậy. Đó thì tôi sẽ đi loát cái hình này vào đây. Thì tôi sẽ đi vào cái folder là chấm 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 chuyển img chuyển img gạch ngang icon rồi chuyển follow chấm img. Tiếp theo thì tôi sẽ thuộc tính là no repeat. Và tiếp theo thì tôi sẽ cho cái căn nề cho nó là không pixel, không pixel. Và tiếp theo thì ở bên dưới thì tôi tiếp tục thì tôi sẽ thêm theo nó xuống display, thuộc tính là display. Tôi sẽ cho nó là display nóc. Và tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là margin, thì tôi sẽ cho là top là không, rồi bên phải là quán em. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho cái thuộc tính là vertical line. Tôi cho là cách bottom. Rồi tôi đi. Rồi tôi sẽ nick cho shape. Rồi tôi đi phép để trình duyệt. Đó thì cái hình icon Twitter nó đã show ra cho tôi như vậy. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ có cái hình có cái thẻ A và hình class là Facebook như vậy. Tôi muốn loát hình nó lên thì nó cũng tương tự như cái A Twitter này. Tôi sẽ copy xuống và chỉnh sửa. Tôi sẽ sửa nó lại thành A Facebook. Rồi cái chỗ background này thì tôi để như vậy. Nhưng mà cái chỗ này thì tôi sẽ chỉnh lại cho nó cái position căn lại cho nó là 25 pixel. Cho bên dưới này cái tính margin tôi bỏ đi. Vertical này tôi cũng để là top vào tổng. Rồi tôi cho size. Rồi tôi đi phép để trình duyệt. Đó thì nó đã show ra cái hình icon Facebook như vậy. Tiếp tục thì tôi sẽ đi loát cái hình icon YouTube này. Thì nó tương tự như vậy thì tôi sẽ copy luôn cái nóc này xuống. Và tôi sẽ đi copy cái class là YouTube qua. YouTube thì cái width của nó dài hơn thì tôi sẽ chỉnh lại cho cái width là 100 pixel. Hay tôi cho là 27 pixel. Theo thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính mặt in nét. Thì tôi cho nó là 20 pixel. Rồi cái background thì tôi sẽ sửa lại thành cái hình YouTube của tôi. Chỗ này tôi sửa này là không. Rồi đây tôi để cho nó inline up. Rồi vertical line thì tôi cũng để là text bottom. Rồi tôi cho size.
rồi tôi bị khen lại trình duyệt. Đó thì bây giờ tôi đã có cái hình icon to be như vậy. Theo thì tôi muốn chỉnh cho nó cái khi mà hover rồi thì cái mấy cái hình này nó mờ mờ đi chút cho người ta dễ phân biệt, thì tôi sẽ đi làm như sau. Tôi sẽ có cái thẻ A chuyện chấm Twitter này, copy xuống rồi hai chấm hover. Tiếp theo thì là A Facebook hai chấm hover. Theo là A chấm YouTube rồi hai chấm hover. Thì tôi sẽ cho nó cái capacity tôi cho là 0.5. Đó, rồi tôi sẽ click vào save. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Ví dụ bây giờ tôi hover rồi đó thì nó thay đổi nhẹ mờ mờ như vậy đó. Tiếp tục thì tôi sẽ viết cho cái nóc contact này. Thì cái nóc contact này thì bên trong cái class là footer detail này thì nó có cái thẻ table. Tôi sẽ đi viết chỉ tay cho cái thẻ table này. Đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là cell padding. Tôi cho nó là 2 pixel. Tiếp theo là tôi sẽ thuộc tính là cell facing. Tôi cho là 5 pixel. Rồi, tiếp theo thì trong cái thẻ table thì nó lại có các thẻ TR và TD. Tôi sẽ đi viết chi tiết cho nó. Thì đầu tiên thì tôi sẽ viết cho cái column đầu tiên. Tôi sẽ gọi là TD first try, tức là cái cột đầu tiên. Tôi sẽ cho nó cái color, cái màu chữ, tôi sẽ cho nó là màu xanh, là blue. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái padding size, thì tôi cho là 5 pixel, tôi cho là khoảng 4 pixel thôi. Rồi tôi đi vô size, rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó, thì nó thay đổi như vậy, đó, cái màu chữ chuyển sang màu xanh như vậy. Tiếp theo cái column thứ hai này thì tôi cũng muốn cho nó có cái màu viết chỉ tay cho cái column thứ hai, thì tôi sẽ như này. Về sau tôi sẽ td hai chấm lth try và column thứ hai thì tôi sẽ chuyển cái column số 2 vào đây. Tôi sẽ cho nó quick là bằng 10 pixel vì nó chỉ chứa cái dấu chấm thôi. Cái color thì tôi cho nó màu xanh blue. Rồi tiếp theo là cái không quay, tôi cho là bầu. Rồi tôi click cho save. Rồi tôi click phép để trình duyệt. Đó, thì nó đã thay đổi nhé, cái màu xanh như vậy. Và tôi cho nó cái padding size. Tôi cho là 2 pixel chẳng hạn. Rồi tôi click cho save. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó, thì cái column thứ hai nó như vậy. Rồi tiếp theo thì mấy cái thẻ TD, TR này thì tôi muốn là cho nó có cái padding giữa các thẻ TR. TD thì tôi sẽ làm như sau. Tôi có cái thẻ TD và tôi sẽ có thuộc tính là padding bottom. Tôi cho là 10 pixel. Rồi tiếp theo là TR. Tôi sẽ cho nó cái mặt bottom 5 pixel. Rồi tôi đi cho sạch. Rồi tôi đi phép này chỉnh dần. Đó thì cái nóc cái từ bây giờ nó đã trông nhìn đã đẹp như vậy. Ngoài ra thì ở bên cái chỗ bên này thì nó còn có cái phần có cái râu ở bên dưới này, có cái copyright này nọ, thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì tôi sẽ quay lại và tôi sẽ tiếp tục được viết code ở đây. Thì tôi sẽ viết code cho nó ở đây. Tôi sẽ có thêm một cái thẻ div nữa, thì tôi cũng có cái div class bằng râu luôn. Và tôi thêm cho nó cái class là footer bottom. Rồi tiếp tục thì ở trong này thì tôi lại có cái thẻ div nữa. Tiếp này thì tôi sẽ cho nó cái class là column small 12. Và tiếp tục thì tôi sẽ cho nó cái column nát và column medium 12.
class như vậy. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ cho nó có một cái thẻ HR để cho nó có cái dấu này nha. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thẻ P. P thì tôi sẽ cho nó cái nội dung như sau. Tôi sẽ có copy rồi 2019 chẳng hạn như là copy drive. Bài chẳng hạn như là TV shop chẳng hạn. Đó, rồi tôi có cái xấu như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thẻ A. À, tôi sẽ cho nó cái hát phép. Nội dung thì tôi sẽ cho nó cái chữ là còn tắt. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó mấy cái tự rồi tiếp theo thì cái này tôi phải để trong cái thẻ T này. Rồi tiếp tục thì bên dưới này thì tôi có một cái thẻ P nữa. Rồi bên trong thẻ P này tôi cũng có cái cho nó cái class là bằng Fulbright. Rồi tiếp tục thì trong thẻ P này thì tôi cũng có thẻ A. Thẻ A này tôi cho nó cái hát test là bằng thằng. Rồi nội dung thì tôi sẽ cho nó là back to top. Rồi tôi cho xanh. Rồi tôi refresh lại chỉ về. Đó thì bây giờ ở bên dưới này đã có thể cho tôi như vậy. Đây, cái chỗ này tôi sửa lại chẳng hạn. Rồi bây giờ sạch. Rồi tôi refresh lại chỉ về. Đó thì nó có cái icon như vậy. Copy guide như vậy. Đó cái chỗ contact này thì các bạn có thể thêm ba cái số điện thoại gì đó rồi cũng được. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết chỉ đai cho cái phần bên dưới này. Tôi sẽ quay lại cái trang footer và tôi viết viết code cho nó. Thì ở đây thì tôi có cái class là bằng footer bottom. Copy cái class này. Tôi sẽ cho nó tiếp tục tính là margin top. Thì tôi cho là 50 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho mặt hình nét là bằng 50 pixel. Rồi tiếp theo thì ở bên trong nó thì nó có cái class là Pundrai. Thì tôi sẽ viết chỉ cho cái class này. Thì tôi sẽ cho cái class này có cái thuộc tính là bedding top là 5 pixel. Rồi tôi vừa xanh. Rồi tôi defend để chỉnh dần. Đó thì cái phần footer của tôi hiện giờ nó như vậy. Đó. Như vậy là bước này tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái phần footer. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn là xong cái trang home. Trang home này thì nó làm rất là lâu bởi vì ở đây thì nó có rất là nhiều cái style rất là phức tạp. Đó. Thì để làm được một website đẹp thì các bạn cần phải viết style rất là tốn công. Thì ngoài ra thì còn các trang còn lại như là cái trang chi tiết sản phẩm chẳng hạn như đó, đây là trang chi tiết sản phẩm thì nó có một số cái style nâng cao như là cái tính năng zoom hình chẳng hạn đó. Đó, đây là cái tính năng zoom hình chẳng hạn. Rồi ở bên dưới này thì lại có cái phần review. Review thì có danh sách review như vậy. Rồi nó có một số cái hộp thoại nâng cao như vậy. Đó, thì và các trang còn lại như là cái trang trang của Bao Ớt này. Trang của Bao Ớt thì có các gel map như vậy này. Đó. Rồi trang digital. Trang digital thì có cái style như vậy. Rồi nó có cái hộp thoại cho người ta chọn ngày tháng như vậy. Rồi cái trang giỏ hàng chẳng hạn. Trang giỏ hàng thì ở đây có mấy cái nick do update thì nó hiện hiện lên cái hộp thoại update. Rồi tiếp theo là cái trang checkout.
Check cao thì ở đây thì có cái bút tần nick do thì nó sẽ hiện lên một cái kho thoại để người ta nhập cái địa chỉ giao hàng chẳng hạn đó, vân vân đó. Ở đây thì nó có rất là nhiều cái style rất là phức tạp, thì đó thì đó là những cái style, những cái phần nâng cao của khóa học này. Thì nếu mà các bạn nào mà muốn tiếp tục học cái khóa học này thì các bạn phải đăng ký. Thì để mà đăng ký khóa học này thì các bạn có thể vô cái trang web của tôi mẫn.com đó, thì các bạn đi vô cái trang này mẫn.com học lập trình online như vậy. Thì đây là cái trang web của tôi, thì cái trang web của tôi thì nó có hướng dẫn về rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau, như là về điều hành Linux, Ubuntu, rồi về database thì có cái database SQL Server, MySQL Server là cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu có cấu trúc chẳng hạn, rồi có MongoDB là NoSQL chẳng hạn. Rồi khi mà các bạn click vô cái menu học lập trình thì nó sẽ show ra các danh sách khóa học theo các ngôn ngữ lập trình như là Java, rồi Ring Framework, rồi C Sharp, rồi Frontend, hoặc là các ngôn ngữ khác vân vân. Đó thì cái lĩnh vực chính thì tôi làm là về Java và Ring Framework. Đó thì tôi sẽ có rất là nhiều các khóa học ở trong hai cái phần này. Đó thì ngoài ra cả các phần khác như là C Sharp hay là Frontend vân vân thì tôi sẽ đủ thêm bạn bè của tôi làm ở các lĩnh vực này, và họ sẽ up cái khóa học lên trên cái kênh, trên cái trang web của tôi đó. Ngoài ra thì nếu mà các bạn nào muốn học theo cái level thì các bạn có thể do cái phần menu side này, và các bạn click vô thì nó sẽ show ra các khóa học theo level cho các bạn lựa chọn vân vân đó. Rồi ngoài ra thì các bạn cũng có thể vô đây để download trên trang của tôi, thì tôi sẽ up lên một số cái ebook để các bạn có thể download về và học và nghiên cứu. Rồi ngoài ra thì ở bên dưới này thì tôi có một số cái phần như nói về xu hướng công nghệ, rồi khoa học máy tính, kỹ nghệ phần mềm, rồi phương pháp học công nghệ thông tin vân vân đó. Thì ở cái trang của tôi thì ở đây thì có cái phần giữa này thì tôi có một cái slogan của tôi là đào tạo lập trình viên vững lý thuyết giỏi thực hành đó. Thì trong lĩnh vực lập trình thì cả lý thuyết và thực hành đều rất là quan trọng đó. Đó thì cái phương pháp của tôi đào tạo là mong muốn của tôi là sẽ giúp cho các bạn có được một cái kiến thức vững chắc, và các bạn có thể thực hành được khi đi làm việc ngoài công ty đó. Thì ở bên dưới này nó có rất là nhiều cái khóa học khác nhau, thì những cái khóa học nào mà cơ bản thì tôi sẽ dạy cho các bạn free đó, còn những cái khóa học là nâng cao thì tôi mới tính phí thôi đó. Thì ở đây chẳng hạn như cái khóa học mà tôi đang hướng dẫn cho các bạn là cái khóa học xây dựng website thời trang sử dụng Bootstrap, GPD, Framework và SAP. Thì đây là cái khóa học đó. Thì nếu mà các bạn nào mà muốn tiếp tục học nâng cao hơn nữa thì các bạn phải đăng ký. Thì các bạn click vô cái khóa học này thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang Udemy đó. Thì vì tôi đã up cái khóa học này của tôi lên Udemy và tôi bán nó ở trên này như vậy đó. Thì nếu mà các bạn nào muốn học tiếp tục học nâng cao thì vô cái trang Udemy này để mua. Thì cái khóa học này trên Udemy thì giá ban đầu thì tôi đăng lên là 99,9 đô la, nhưng mà ở bên trang này thì thường nó cũng thường xuyên khuyến mãi cho các bạn. Cái khóa học này thì nó giá khuyến mãi thì nó có 10 đô, 20 đô thôi. Thì mấy cái mức chi phí đó thì rất là nhỏ, và các bạn cũng có hoàn toàn có thể bỏ ra một cái số tiền từ 10 đến 20 đô để mà mua một khóa học ở trên này như vậy. Đó. Thì để mà đạt được một cái thành quả nào đó thì các bạn đều phải bỏ ra thời gian, công sức cũng như là tiền bạc. Thì cái mức chi phí ở đây thì nó cũng rất là nhỏ. Những cái khóa học của tôi thì chi phí của các bạn bỏ ra rất là nhỏ, và những cái thành quả các bạn đạt được thì nó thu về thì nó có thể rất là lớn đó. Thì ở trong khóa học này của tôi thì nó có rất là nhiều các bài học còn lại, như là làm các hướng dẫn các trang còn lại, như là ở đây thì có cái trang chi tiết sản phẩm chẳng hạn đó. Ở đây thì nó có các danh sách bài học về hướng dẫn làm các trang chi tiết sản phẩm, như là làm cái ba cái tính năng zoom hình vân vân, rồi làm ba cái hộp thoại tay nóc vân vân. Rồi ở cái phần cuối này thì tôi có một cái bài là viết style cho cái màn hình mobile như vậy đó. Thì ở trên màn hình mobile thì kích thước nó, cái chiều rộng của cái các thiết bị mobile như là điện thoại di động thì nó rất là nhỏ, nó có khoảng 300-400 pixel thôi đó. Thì tôi sẽ có một bài nói riêng về cái phần mobile ở cuối này. Thì các bạn nào mà muốn học thì hãy vô đây và đăng ký để mà ủng hộ tôi. Khi mà tôi thu nhỏ cái trình duyệt này lại chẳng hạn đó, ví dụ như tôi giả sử đây là cái kích thước trên màn hình mobile chẳng hạn đó, thì cái website của tôi nó sẽ thu nhỏ lại như vậy, cái phần menu thì nó sâu lại như vậy, nick thì nó sẽ sổ ra như vậy đó, cái phần menu của tôi nó sẽ trông như vậy đó. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là viết style để cho nó dàn layout lại như vậy đó. Trên màn hình mobile thì tôi chỉ sâu lên có một kích thước mà chẳng hạn như nhỏ như vậy, có 300 pixel thôi, khoảng 300 pixel thì tôi sẽ sâu lên có một sản phẩm như vậy đó.
đó đấy, và chẳng hạn như là cái màn hình mà có kích thước máy tính bảng chẳng hạn bự như thế này chẳng hạn, thì tôi sẽ show cho nó là danh sách sản phẩm thì tôi sẽ show lên hai chẳng hạn, vân vân đó. Còn cái màn hình kích thước như vậy thì chẳng hạn tôi sẽ show là ba sản phẩm đó, thì tôi sẽ có một cái bài mà nói về viết style cho cái mobile, thì đó là cái bài cuối này đó. Thì các bạn nào mà muốn học được các phần nâng cao này thì hãy đăng ký cái khóa học này của tôi. Hôm nay thì cái video của tôi quay nó cũng rất là dài rồi, tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây.